thiếu VC khiến cộng đồng xôn xao khi khuyên người dùng từ bỏ Messenger. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Hiếu PC đã đưa ra lý do để mọi người nên từ bỏ nền tảng nhắn tin hàng đầu hiện nay là Messenger. Điều này đã khiến cho không ít người lo ngại khi nền tảng tin nhắn này đang cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Theo đó, lý do được Hiếu PC đưa ra chính là vì Facebook không mã hóa tin nhắn trên Messenger. Hiện nay, Facebook cũng đang trì hoãn tung ra bản cập nhật quan trọng thêm tính năng mã hóa dữ liệu cho Messenger. Tuy nhiên, Facebook lại trì hoãn mà không có lý do chính đáng. Trong bài viết của mình, Hiếu PC cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể khi vào năm 2018, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg từng thừa nhận rằng công ty này có thể nhận biết các tin nhắn có nội dung nhạy cảm và chặn người dùng gửi các tin nhắn tương tự. Điều này đã đặt ra dấu hỏi lớn về vấn đề bảo mật và quyền riêng tư trên các nền tảng của Facebook. Bên cạnh đó, Hiếu PC cũng chỉ ra vấn đề người xấu dễ dàng tiếp cận chúng ta qua nền tảng Messenger do sự kết nối tự do, không cần lưu số điện thoại hay kết bạn từ trước. Ngoài ra, Hiếu PC còn khuyên mọi người nên dần chuyển sang các ứng dụng như WhatsApp, Telegram, Viber, Signal. Đây là những ứng dụng nhắn tin có mã hóa đầu và cuối, do vậy chỉ những người trong cuộc hội thoại mới biết được nội dung tin nhắn. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước lời khuyên này của Hiếu PC? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!